Chào mừng các bạn đến với video về Digital Piano. Đây là Clavinova CLB 800. Đây là dòng đàn mới vừa ra mắt thay thế cho CLB 700, với nhiều yếu tố mới phù hợp nhất để trải nghiệm một cây đại dương cầm đích thực trong chính căn phòng của mình. Thuật toán mới được sử dụng trên CLB 800 giúp phát hiện nốt nhạy hơn, cho người dùng có cảm nhận sâu từ những nốt chạm đầu tiên. Bàn phím Grand Touch S, Grand Touch hay bộ bàn đạp Grand Touch đều có ở tất cả các model trong series này. Hệ thống loa mới được thiết kế mô phỏng theo chiều hướng âm thanh của upright piano và grand piano. Và bây giờ Hà có một vài điểm thú vị giữa hai model trong series này, đó là CLB 845 và CLB 885. Phần lớn các model trong series CLB 800 đều có hình dáng là cabinet. CLB 845 thì tập trung vào thiết kế giống như phần đầu của grand piano, thì CLB 885 được thiết kế rất đặc biệt, dành cho những khách hàng thích trải nghiệm toàn bộ sự phản hồi như là grand piano, nhưng trong một cái thiết kế đơn giản hơn, đó là dáng đàn upright piano. Grand Touch hoặc Grand Touch S là bàn phím mô phỏng tốt nhất của Yamaha về sự phản hồi giống như bàn phím của acoustic piano được sử dụng cho CLB 845 và CLB 885. Với bàn phím của CLB 845 là Grand Touch S phím gỗ, còn bàn phím CLB 885 là Grand Touch phím gỗ với 88 phím nặng nhẹ khác nhau. Bạn có thể cảm nhận ngay sự khác biệt đó trên đàn piano. Vì vậy, nếu bạn sắp, đang và đã chơi piano thì bạn nên thử nghiệm hai cái đàn này ở cửa hàng nhạc cụ Yamaha Elmore Tân Phú, nơi bạn có thể đặt hai cây đàn cạnh nhau để đưa ra cho mình cảm nhận chính xác nhất. Bàn đạp được thiết kế giống như hình dạng cũng như mô phỏng độ phản hồi của đại dương cầm, đặc biệt các cái mô đồ cao như CLB 885 thì có thêm một bộ giảm chắn tạo cái sự nặng khi mà đạp sâu. Có khi nào bạn hỏi rằng âm thanh ở vị trí người chơi và vị trí người nghe có gì khác biệt? Bí mật nằm ở thiết kế hệ thống loa của Yamaha. Lưới khuếch tán tạo ra hướng âm thanh vồn, giúp lấp đầy các không gian phía sau piano hoặc vị trí của người nghe. Với hệ thống loa hai quay của CLB 845 trở xuống cho ta cảm giác không gian của upright piano, và hệ thống loa ba quay của CLB 885 chi tiết hơn với loa sừng, giúp cho âm thanh có dãy tầng rộng hơn, tạo không gian của grand piano. Bản điều khiển của CLB 845 thì sử dụng các nút bấm trực quan, trong khi đó CLB 885 thì sử dụng màn hình LCD với các cái nút cảm ứng. Chúng sẽ chuyển qua chế độ ngủ khi bạn không chạm vào chúng. Do đó, bản điều khiển gần như vô hình và hòa với cây đàn piano, tạo cảm giác như bề ngoài là một cây piano cơ. Chúng ta có thể kết nối audio Bluetooth để biến cây đàn trở thành một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Ngoài ra, chúng ta có thể kết nối MIDI Bluetooth không dây để sử dụng những ứng dụng trên iPad một cách thoải mái mà không bị vướng. Chúng ta có thể sử dụng cây đàn giống như là một audio interface khi mà kết nối với máy vi tính để thực hiện những cái dự án âm nhạc cá nhân của mình. Đó là một vài điểm khác biệt thú vị giữa hai cái mẫu đàn này. Sự khác biệt lớn nhất đó là cảm nhận về bàn phím, về pedal, về hệ thống âm thanh cũng như thiết kế hình dáng bên ngoài. Tất cả sẽ phụ thuộc vào những cái nhu cầu cụ thể như là ngân sách hoặc là mong muốn trải nghiệm của người chơi để chúng ta có thể chọn một cây đàn đúng ý của mình. Và tất nhiên rồi, CLB 800 sẽ dành cho tất cả mọi người, từ những người mới bắt đầu chơi cho đến những người chuyên nghiệp. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn.